Tự mình thoát ra khỏi lửa sanh tử thì nguyện cho hữu tình cũng được ra khỏi. Này thiên vương, ví như trường già có 6 người con nhỏ dại, ông đều yêu thương, không có phân biệt. Trường già ở ngoài thấy nhà bị cháy, ý ông nghĩ sao? Có thấy trường già suy nghĩ thế này không? Đối với 6 đứa con kia, ta cứu đứa nào trước, đứa nào sau? Bạch Thế Tôn, không có như vậy. Vì sao? Vì người cha luôn đem tâm bình đẳng đối với con cái. Thiên vương nên biết, Bồ Tát cũng vậy, vì những kẻ ngu si tham đắm trong 6 đường, đang ở trong nhà lửa sanh tử, không biết đường ra, nên các Bồ Tát đem tâm bình đẳng dùng mọi phương tiện hướng dẫn họ đi ra, để được an ổn trong cõi tịch tịnh. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với các pháp cũng bình đẳng, vì hộ chánh pháp cúng dường Như Lai, dùng đầy đủ các thứ để cúng dường Như Lai, như thật tu hành để cúng dường Như Lai, làm lợi ích an lạc hữu tình để cúng dường Như Lai, giữ gìn thiện pháp của hữu tình để cúng dường Như Lai, tùy thuận giáo hóa hướng dẫn hữu tình hành Bồ Tát đạo. Việc làm đi đôi với lời nói, tâm mong cầu vô thượng giác không hề mỏi mệt, làm như thế mới gọi là cúng dường chư Phật, chẳng phải đem của cải mới gọi là cúng dường. Vì sao? Vì pháp là thân Phật. Nếu cúng dường pháp tức là cúng dường Phật, chư Phật Thế Tôn đều đến từ chỗ tu hành như thật, vì làm lợi ích an lạc cho hữu tình, vì hộ trì thiện pháp tùy thuận hữu tình. Nếu chẳng làm như vậy là trái với bổn nguyện, lười biếng giải đãi thì không thể thành tựu tâm Bồ Đề. Vì sao? Vì chí hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Bồ Tát cũng chung với hữu tình. Nếu không có hữu tình thì Bồ Tát làm sao có thể đắc đạo quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tu hành chánh pháp cúng dường Như Lai gọi là chân cúng dường. Cúng dường như thế để diệt tâm ngã mạn, xa lìa thế tục, cạo bỏ râu tóc giống như người đã chết, không còn liên hệ đến cha mẹ, anh em, bà con nội ngoại, tướng trạng và y phục đều khác người đời, dẹp tâm ngã mạn để ôm bình bát vào thành ấp, hoặc là bà con xóm làng, hoặc là đến những nhà nghèo cùng để xin ăn, nghĩ mạng sống của ta tùy thuộc vào người khác, nhờ họ cho ăn ta mới sống, do đó trừ được tâm ngã mạn. Lại nghĩ, ta nên hoan hỷ với tư tưởng của thầy bạn, vì xưa chưa được nghe pháp mà nay được nghe. Nếu thấy người kia sân hận tranh cãi, nên phải nhẫn nhục, khiêm nhường tránh đi, Bồ Tát như thế là trừ được tâm ngã mạn. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì sanh chánh tín bền chắc. Vì sao? Vì các công đức và năng lực thiện căn đời trước đã đầy đủ nhân lành, thành tựu chánh kiến, nội tâm thanh tịnh, không chạy theo cảnh bên ngoài, tâm hạnh kiên cố, chánh trực, không theo ngoại đạo, không có dối trá, các căn thông lợi đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm được thanh tịnh, xa lìa triền cái, xa bạn ác, gần bạn lành, học hỏi lời hay, tâm không giải đãi, nghe lời thuyết pháp, biết công đức Phật. Bấy giờ tôi thắng bạch Phật, cú xin đấng đại từ thương xót nói cho chúng con nghe về tướng đại oai thần công đức của Như Lai. Phật bảo tối thắng, này thiên vương, ông hãy lắng nghe và suy nghĩ, ta sẽ nói một phần nhỏ về oai thần công đức của Phật. Tối thắng bạch Phật, xin Thế Tôn nói cho. Phật dạy, này thiên vương, đức đại từ của Như Lai vô biên, bao trùm hết hữu tình và cảnh giới hữu tình, cho đến 10 phương, tận hư không giới đều được bao trùm, không thể so lường được. Đức đại bi của Như Lai, hàng thanh văn độc giác và các Bồ Tát đều không thể có được. Vì sao? Vì pháp bất cộng cho nên không có một hữu tình nào ở 10 phương thế giới mà không được đức đại bi của Như Lai bao trùm. Pháp của Như Lai nói ra rốt ráo không cùng tận, vì các loài hữu tình khắp 10 phương trải qua vô lượng kiếp, đức Như Lai đã dùng vô lượng nhân duyên nói các pháp yếu cũng không cùng tận. Nếu hữu tình dùng ngôn từ cú nghĩa để hỏi, thì chỉ trong một khải móng tay, đức Như Lai làm cho tất cả hữu tình đều phân biệt rõ ràng, mà không ai có thể bắt bẻ được. Vì đức Như Lai đã đắc vô ngại tịnh lự ở cảnh giới thầm thâm,